siêu bão số 3 Yagi không chỉ là một hiện tượng khí tượng đầy mê hoặc, mà còn là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về sức mạnh hủy diệt của cơn bão. Khi nhìn vào mắt bão, chúng ta không chỉ thấy được sự tàn phá, mà còn thấy cả sự vận hành phức tạp của thiên nhiên, nơi các lực lượng nhiệt động lực học tương tác để tạo ra một cơn bão mạnh mẽ và nguy hiểm. Siêu bão Yagi đã và đang khắc sâu vào lịch sử như một trong những siêu bão kinh hoàng nhất Biển Đông, và việc nghiên cứu mắt bão là chìa khóa để chúng ta hiểu rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn từ cơn bão này. Những hình ảnh về mắt bão không chỉ khiến chúng ta kinh ngạc, mà còn nhắc nhở về sự cần thiết của việc chuẩn bị và ứng phó trước những cơn giận dữ của thiên nhiên. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Kinh hoàng hình ảnh mắt siêu bão số 3, cơn cuồng phong mang tên Yagi. Mắt bão, một trong những đặc trưng nổi bật và đầy sức mạnh của bất kỳ cơn bão nhiệt đới nào, thường là nơi thể hiện rõ nhất cường độ và sức mạnh của bão. Đối với siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trên thế giới năm 2024 và cơn bão có tốc độ tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử Biển Đông, mắt bão không chỉ là biểu tượng của sự hủy diệt, mà còn là một hiện tượng tự nhiên đầy mê hoặc, bí ẩn và đáng sợ. Qua phân tích hình ảnh vệ tinh và các dữ liệu khí tượng, mắt siêu bão Yagi đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng và những điều đáng chú ý về cơn bão lịch sử này. Mắt siêu bão số 3 Yagi, trung tâm của sự hủy diệt. Mắt bão là khu vực trung tâm của một cơn bão xoáy thuận nhiệt đới, nơi không khí lắng xuống, trời quang và gió nhẹ hơn so với những khu vực xung quanh. Thoạt nhìn, mắt bão có vẻ là nơi yên bình nhất của cơn bão, nhưng thực tế, nó lại là một dấu hiệu cho thấy sự tổ chức và sức mạnh đáng kinh ngạc của cơn bão. Với siêu bão Yagi, mắt bão có đường kính khoảng 40-50 km, rộng và rõ nét, cho thấy sự phát triển và cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy của một cơn bão tại Biển Đông. Mắt bão Yagi lớn và rõ ràng đến mức nào? Hình ảnh vệ tinh địa tĩnh ghi lại cho thấy một mắt bão lớn, sắc nét với các dải mây bao quanh xoắn chặt, biểu thị của một hệ thống bão cực kỳ mạnh và tổ chức tốt. Mắt bão càng rõ ràng và lớn, cơn bão càng mạnh, càng tổ chức và có khả năng duy trì sức mạnh cao trong thời gian dài. Đối với Yagi, mắt bão lớn và rõ ràng là một dấu hiệu cảnh báo về khả năng tàn phá khủng khiếp mà nó mang đến cho những khu vực nằm trên đường đi. Biểu hiện của sức mạnh cực đại. Mắt bão của Yagi cho thấy sức mạnh cực đại của cơn bão này. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, mắt bão rõ nét chính là minh chứng cho quá trình phát triển bền vững của hệ thống bão. Khi mắt bão xuất hiện rộng và sâu, điều này cho thấy rằng bão đã phát triển đến giai đoạn trưởng thành nhất và duy trì một cấu trúc tổ chức rất mạnh mẽ. Một cơn bão mạnh như Yagi không chỉ đơn thuần là luồng gió xoáy, mà còn là một hệ thống phức tạp hấp thu và phóng thích năng lượng liên tục. Mắt bão chính là điểm giao thoa của quá trình này. Không khí nóng ẩm từ bề mặt biển bốc lên, di chuyển vào vùng trung tâm, xoáy mạnh và bị đẩy ra ngoài theo cấu trúc xoắn ốc, tạo ra những cơn gió mạnh và mưa lớn. Mắt bão là nơi tập trung các quá trình nhiệt động lực học này, là nơi sức mạnh được duy trì và tiếp tục phát triển. Dự báo sự tăng cấp và cấu trúc cơn bão. Hình ảnh về mắt bão là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà dự báo thời tiết dự đoán sự phát triển và di chuyển của bão. Với siêu bão Yagi, mắt bão không chỉ rộng mà còn có cấu trúc rất rõ ràng, cho thấy bão đang ở mức cực kỳ mạnh và có thể duy trì cường độ này trong một khoảng thời gian dài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các khu vực chịu ảnh hưởng của bão phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng và cần có những biện pháp phòng chống kịp thời. Cảnh báo về khả năng hủy diệt. Mắt bão của Yagi là lời cảnh báo rõ ràng nhất về sức mạnh hủy diệt của cơn bão này. Khi mắt bão lớn và rõ nét, nó thường đi kèm với những cơn gió cực mạnh và những đợt mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng. Với cường độ đạt cấp 16, giật trên cấp 17, siêu bão Yagi có khả năng gây ra những tác động thảm khốc tương tự như những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử như bão Gwen năm 1986. Sức mạnh đến từ tâm bão. Mắt bão Yagi không chỉ là nơi yên bình giữa tâm cơn bão, mà còn là biểu tượng của sự thống trị của tự nhiên. Đây là khu vực mà không khí bị hút xuống từ tầng trên và bị đẩy ra ngoài theo dạng xoáy, tạo ra sức mạnh xoay tròn khổng lồ. Chính từ mắt bão, sức mạnh của gió và mưa được phân phối đều ra các dải mây xoáy xung quanh, tạo ra một vòng luân hồi không ngừng nghỉ của năng lượng. Mắt bão Yagi càng lớn, hệ thống bão càng ổn định và duy trì cường độ càng lâu. Điều này giải thích tại sao Yagi có thể duy trì sức mạnh cực đại khi di chuyển qua Biển Đông. Điểm mù của sự bình yên giả tạo. Điều đáng sợ nhất của mắt bão chính là sự yên tĩnh đến kỳ lạ ở giữa tâm bão, tạo ra cảm giác yên bình giả tạo. Khi cơn bão di chuyển qua, các khu vực nằm trong mắt bão có thể tạm thời trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh, trời trong và gió nhẹ. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút, bão sẽ quay lại với sức mạnh kinh hoàng của nó, lần này là từ phía đối diện. Sự thay đổi đột ngột từ yên bình sang hỗn loạn này chính là lý do khiến mắt bão trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt đối với những người không được chuẩn bị kỹ càng. Những dự báo và thách thức khi đối phó siêu bão Yagi. Với mắt bão rõ nét và lớn, Yagi không chỉ là một cơn bão bình thường, mà còn là một thách thức lớn cho các nhà dự báo thời tiết và các cơ quan chức năng trong việc cảnh báo, chuẩn bị và ứng phó với thiên tai. Dự báo sự di chuyển và thay đổi cường độ của một cơn bão mạnh như Yagi
đòi hỏi sự kết hợp nhiều yếu tố, từ theo dõi hình ảnh vệ tinh đến phân tích mô hình khí tượng. Siêu bão Yagi là minh chứng cho sự biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và khốc liệt, tạo ra những cơn bão với sức mạnh chưa từng có và khó dự đoán hơn bao giờ hết. Việc nhận diện mắt bão lớn, rõ nét giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy mô và cường độ của cơn bão, từ đó có những biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả. Siêu bão số 3 giật cấp 17 đe dọa tàn phá nhiều tỉnh thành. Bão số 3, tên quốc tế là Yagi, hiện đang tiến vào khu vực Biển Đông với cường độ ngày càng gia tăng, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các vùng biển và đất liền của Việt Nam. Được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong năm 2024, Yagi đã nhanh chóng tăng cấp từ cấp 8 lên cấp 11 chỉ trong vòng 24 giờ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão này không chỉ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay, mà còn có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất trong suốt 10 năm qua. Dự báo cho thấy Yagi có khả năng đạt đến cấp độ siêu bão với sức gió giật lên cấp 17 khi đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh, thành phố dự kiến sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất từ bão bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Cường độ và hướng di chuyển bất thường của cơn bão số 3. Sáng ngày 5 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin khẩn cấp về cơn bão số 3. Theo thông báo lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, tâm bão Yagi đã nằm tại vị trí khoảng 19 độ Vĩ Bắc và 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông. Tại thời điểm này, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đã đạt cấp 15, 167-183 km/h, với gió giật có thể lên đến cấp 17. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, tâm bão dự kiến sẽ nằm ở vị trí khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc và 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 190 km về phía đông và cách Quảng Ninh khoảng 590 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão lúc này sẽ đạt cấp 16, với gió giật có thể vượt qua cấp 17, và cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Đến sáng ngày 7 tháng 9, tâm bão dự kiến sẽ nằm ở vị trí khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc và 109 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão sẽ đạt cấp 13-14, với gió giật có thể vượt qua cấp 17. Cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 9, tâm bão số 3 Yagi đang ở vị trí khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc và 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 650 km về phía đông. Tại thời điểm này, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 13-14, 134-166 km/h, với gió giật cấp 17. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Dự báo cho thấy vào chiều ngày 6 tháng 9, bão Yagi sẽ đạt cường độ mạnh nhất cấp 15-16 khi gần khu vực phía đông đảo Hải Nam. Sau khi tiếp xúc với đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, bão sẽ suy yếu khi tiến vào vịnh Bắc Bộ, với khả năng suy yếu lên đến 70-80%. Nguyên nhân bão liên tục mạnh lên trong 24 giờ qua được xác định là do điều kiện môi trường tại Bắc Biển Đông đang rất thuận lợi với nhiệt độ bề mặt nước biển duy trì ở mức cao 31 độ C. Điều này tạo ra hiện tượng thời tiết như mồi nhử, kích thích các hệ thống đối lưu phát triển mạnh hơn và tạo điều kiện cho bão hút mây và hình thành xoáy rõ nét. Năng lượng tích tụ, độ ẩm và hoàn lưu khí quyển đều gia tăng do khu vực này chưa xuất hiện bão trong thời gian dài. Mặc dù thời tiết oi nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không thuận lợi cho bão phát triển, nhưng lại dễ gây ra dông lốc trước bão. Dự báo vào chiều ngày 6 tháng 9, khi bão cách đất liền khoảng 400-500 km, Bắc Bộ và Hà Nội sẽ phải đối mặt với mưa dông kèm lốc sét, tập trung ở Đông Bắc Bộ. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, từ đêm 6 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9, bão sẽ tiến vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 15. Các khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chịu gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, khu vực này có thể đối mặt với mưa to đến rất to. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nhất từ bão, với gió vùng ven biển gần tâm bão có thể đạt cấp 9-11, giật cấp 13. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão sẽ gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Bão số 3, hay còn gọi là Yagi, dự kiến sẽ đạt cường độ siêu bão 15-16, giật cấp 17 trên khu vực Biển Đông và sẽ suy yếu khi vào vịnh Bắc Bộ sau khi đi qua đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu. Ông Lâm nhấn mạnh, bão số 3 có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ trong vòng 10 năm qua, có cường độ và quỹ đạo tương đương các cơn bão năm 2014 và 2016. Các đài khí tượng quốc tế cũng đồng tình với nhận định của cơ quan khí tượng Việt Nam về quỹ đạo và cường độ của cơn bão này, dự báo phổ biến từ cấp 15-17.
bão số 3 ảnh hưởng thế nào đến khu vực Nam Bộ? Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 nằm ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc và 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 710 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12, 118 đến 133 km trên giờ, giật cấp 15, và cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5 đến 10 km trên giờ. Dự báo trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ mỗi giờ 15 đến 20 km, tạo ra các con sóng cao từ 5 đến 11 m, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực này. Ở Nam Bộ, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp với mưa rào và dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, có nguy cơ gây ngập lụt các vùng trũng thấp. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tình hình khẩn cấp tại vùng biển Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi, bão Yagi đang gây ra tình huống nguy hiểm với khoảng 700 tàu cá và hơn 6.100 ngư dân vẫn đang hoạt động trên biển. Các tàu thuyền này phân bố tại nhiều khu vực nguy hiểm, 130 tàu với 926 lao động ở Vịnh Bắc Bộ, 162 tàu với 1.149 lao động tại Hoàng Sa và 214 tàu với 2.787 lao động ở giữa Biển Đông và Trường Sa. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương thực hiện các biện pháp liên lạc và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã gửi thông tin về hướng di chuyển và ảnh hưởng của bão, yêu cầu các tàu chủ động tránh trú bão an toàn và báo cáo tình hình về cơ quan chức năng. Dự báo trong 24 giờ tới, bão có thể gây ra gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển miền Trung và Bắc Trung Bộ. Đề xuất phòng chống thiệt hại từ cơn bão số 3. Cơn bão số 3, Yagi, dự báo sẽ gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Các cơ quan chức năng và cộng đồng cần chủ động phối hợp để giảm thiểu tác động của bão và bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bão, bao gồm theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết và bão để cập nhật tình hình mới nhất, kịp thời sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão, kiểm tra, gia cố và sửa chữa nhà cửa, công trình xây dựng để đảm bảo an toàn, chuẩn bị sẵn các nguồn lực và phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp, cập nhật các kênh thông tin từ cơ quan chức năng và theo dõi các chỉ dẫn phòng chống bão từ các cơ quan quản lý địa phương. Cụ thể, bão số 3 có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng, dẫn đến ngập úng nghiêm trọng, làm tê liệt các hoạt động giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cần theo dõi các thông tin dự báo thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời như chuẩn bị hệ thống thoát nước và dự trữ thực phẩm. Mưa lớn kết hợp với địa hình đồi núi có thể dẫn đến lở đất, đặc biệt là ở các khu vực có địa hình dốc. Lở đất có thể làm tắc nghẽn giao thông và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Để phòng tránh, cần lưu ý các cảnh báo về nguy cơ lở đất và di chuyển đến những khu vực an toàn. Lũ cuốn là hiện tượng nguy hiểm khi mưa lớn gây ra sự gia tăng đột ngột của mực nước ở sông suối, dẫn đến lũ lụt. Lũ cuốn có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết về cơn bão số 3 và di dời đến những khu vực cao hơn khi có dấu hiệu lũ lớn. Dòng lốc có thể xảy ra khi bão số 3 di chuyển, gây ra gió mạnh và các cơn lốc xoáy. Gió mạnh có thể làm gãy cây cối, đổ nhà cửa và nguy hiểm cho người đi đường. Trong tình huống này, cần đảm bảo các kết cấu nhà cửa chắc chắn và tránh ra ngoài khi gió mạnh. 10.000 tỷ bị thổi bay, 80 người tử vong khi bão số 9 vào miền Trung. Ngày 28 tháng 10 năm 2020, bão số 9, còn được gọi là bão Molay, đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam, từ Quảng Nam đến Bình Định, với sức mạnh khủng khiếp. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công khu vực Nam Trung Bộ, để lại những hậu quả nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Sức gió giật có lúc lên đến 176 km trên giờ tại thành phố Quảng Ngãi và lượng mưa trong 24 giờ tại Sơn Kỳ, Quảng Ngãi đạt mức 470 mm, đã tạo ra một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Thiệt hại về kinh tế của cơn bão ước tính lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng, trong khi 80 người đã thiệt mạng và mất tích. Kịp thời ứng phó với cơn bão số 9. Ngay khi bão tiến vào đất liền, công tác ứng phó đã được triển khai ngay lập tức với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác. Công tác sơ tán đã được thực hiện quyết liệt, với khoảng 1,3 triệu người dân được di chuyển đến nơi an toàn. Sự sơ tán kịp thời đã giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người so với các cơn bão mạnh trước đây. Mặc dù cường độ của bão có giảm nhẹ khi gần bờ, nhưng mức độ nguy hiểm của nó vẫn không hề giảm sút. Sức gió mạnh và lượng mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và nhiều khu vực lân cận. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Tiền phương vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10, bão số 9 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng với 972 căn nhà bị tốc mái, trong đó Quảng Ngãi chiếm tới 934 nhà, Bình Định có 2 nhà và Phú Yên 36 nhà,
Đến 17 giờ cùng ngày, số lượng nhà bị hư hại đã gia tăng đáng kể. 34 căn nhà bị sập ở Quảng Ngãi, 9 căn ở Bình Định, 23 căn ở Phú Yên và 1 căn ở Gia Lai. Tổng cộng, gần 60.000 căn nhà bị tốc mái, nhiều trụ sở cơ quan và trường học bị ngập lụt và hư hỏng nặng. Bão số 9 đã làm sập nhiều công trình yếu kém, tốc mái hầu hết các nhà cấp 4, gây đổ cây cối và làm ách tắc giao thông tại nhiều điểm. Đặc biệt, 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã bị ảnh hưởng nặng nề. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã mô tả tình hình. Bão đã làm sập những nhà yếu, tốc mái hầu hết nhà cấp 4 và những công trình có mái lợp, cây cối đổ rất nhiều, thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt ở Quảng Ngãi và một số địa phương. Sự tàn phá kinh hoàng của bão số 9. Một trong những thiệt hại nghiêm trọng khác do bão số 9 gây ra là mất điện trên diện rộng. Tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn mất điện, Bình Định mất 93%, Quảng Nam 71%, Phú Yên 55%, Đà Nẵng 47% và Gia Lai mất 20%. Mất điện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại Kon Tum, mưa lớn đã làm cây cầu sắt bắc qua suối Đắk Nè bị cuốn trôi, chia cắt khoảng 500 hộ dân với 1.600 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Bờ Na, thuộc ba thôn 2, 3 và 4, xã Đắk Nè. Ông Lê Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Nè cho biết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để thực hiện phương án 4 tại chỗ, cung cấp nhiều yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm cho người dân bị chia cắt. Bão số 9 không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà còn mang theo sức gió mạnh như cuồng phong, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Tại Bình Châu và Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Hoài Nhơn, Bình Định, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trà My, Quảng Nam, gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các khu vực ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cũng chịu cảnh gió giật cấp 7, cấp 8, mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 320 mm. Vào lúc 13 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão nằm ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam và Quảng Ngãi, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 10, 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Phạm vi tàn phá của cơn bão kéo dài với bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh đạt từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão. Khẩn trương hành động khắc phục hậu quả từ bão số 9. Ngay sau khi bão tan, các địa phương đã triển khai công tác khắc phục hậu quả nhanh chóng, tập trung vào việc sơ tán dân và cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó quyết liệt, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ đạo tiền phương và các địa phương trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các lực lượng cứu hộ và cứu nạn được huy động tối đa để giải quyết các điểm sạt lở, thông tuyến giao thông và khôi phục điện lưới. Công tác xây dựng lại các cây cầu bị cuốn trôi, sửa chữa các căn nhà bị hư hại và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn được thực hiện khẩn trương. Bão số 9 đã để lại những hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ với thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và sự mất điện diện rộng. Sự chia cắt giao thông và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động và quyết liệt trong công tác ứng phó, nhiều mạng sống đã được bảo vệ và những thiệt hại lớn nhất đã được giảm thiểu. Cơn bão số 9 là một bài học quan trọng về sự cần thiết của việc chuẩn bị và ứng phó kịp thời với thiên tai. Nó cũng là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng và chính quyền trong việc đối mặt với những thử thách khốc liệt do thiên nhiên mang lại nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân. Bão số 12 Damri, cơn bão kinh hoàng nhất trong 20 năm đổ bộ vào Khánh Hòa. Ngày 4 tháng 11 năm 2017, cơn bão số 12 còn được biết đến với tên gọi Damri đã đổ bộ vào Nam Trung Bộ và một phần khu vực Nam Tây Nguyên, để lại những thiệt hại nặng nề chưa từng thấy trong suốt 20 năm qua. Với sức gió mạnh lên đến cấp 13, bão Damri không chỉ gây dấu ấn là cơn bão mạnh nhất trong 3 thập kỷ qua đổ vào Khánh Hòa, mà còn gây ra cái chết của 27 người, 22 người mất tích và hơn 500 ngôi nhà bị đổ sập. Sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão đã khiến khu vực này chìm trong cảnh hoang tàn và hỗn loạn. Cơn bão mang sức mạnh tàn phá kinh hoàng. Cơn bão số 12 bắt đầu gây gió mạnh cấp 8, cấp 9 khi đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định từ 2 giờ sáng ngày 4 tháng 11 năm 2017. Tại thời điểm mạnh nhất, sức gió của bão đã đạt đến cấp 13, biến Damri thành một trong những cơn bão dữ dội nhất từng quét qua khu vực Nam Trung Bộ trong 2 thập kỷ qua. Bão liên tục quần thảo trong nhiều giờ, sau đó tăng cường lên cấp 10, giật trên cấp 12 tại vùng Bắc Khánh Hòa và Nam Phú Yên, tạo ra những thiệt hại nghiêm trọng kéo dài gần 6 giờ, một hiện tượng hiếm gặp và bất thường. Theo những người cao tuổi, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cơn bão với cường độ và hành vi kỳ lạ như vậy. Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhận định, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ trong vòng 20 năm qua. Mức độ nguy hiểm của nó không kém gì cơn bão số 10 trước đó. Damri đã quét qua Khánh Hòa với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, tạo ra một tình trạng hỗn loạn và thiệt hại vượt quá mọi dự đoán.
Tại thành phố Nha Trang, nhiều cây cổ thụ bị bật gốc và đổ ngổn ngang trên các con phố. Tình trạng này cũng xảy ra tại các thành phố Tuy Hòa, Phú Yên và Quy Nhơn, Bình Định, nơi các trụ điện bị gãy, nhà cửa bị tốc mái và các công trình xây dựng bị hư hại nặng nề. Những cảnh tượng tan hoang khắp nơi cho thấy mức độ tàn phá của cơn bão vượt xa mọi dự báo. Thiệt hại trải rộng khắp các tỉnh Nam Trung Bộ, từ số người chết, nhà cửa bị sập đến các công trình điện lực và viễn thông bị hư hỏng. Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái hoặc đổ sập, hàng trăm trụ điện bị trẻ đổ và các tuyến đường bị tê liệt. Tại nhiều địa phương, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn với thiếu điện, nước và lương thực. Khánh Hòa, vốn ít bị bão tấn công, phải đối mặt với một thảm họa mà cả người dân lẫn chính quyền đều chưa từng trải qua. Bão số 12 Quần Thảo kéo dài một cách khó tin. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Khánh Hòa rất hiếm khi bị bão đổ bộ và những lần trước đó không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, cơn bão số 12 là có sức mạnh vượt trội và thời gian Quần Thảo kéo dài đến mức bất thường. Bão Damri gây gió mạnh từ 2 giờ sáng và duy trì đến tận trưa cùng ngày, một khoảng thời gian rất dài đối với một cơn bão lớn. Bão số 12 có một giai đoạn kéo dài từ 2 giờ đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 11, 2017. Sau đó, bão đổ bộ từ 6 giờ sáng đến trưa cùng ngày. Vì đây là cơn bão rất mạnh nên sự suy yếu của nó bao giờ cũng chậm hơn so với các cơn bão khác, ông Hải giải thích. Tại các khu vực như Buôn Mê Thuột, Đà Lạt và Liên Khương, sức gió vẫn duy trì ở cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, cho thấy cơn bão rất khó suy yếu và tan nhanh. Damri là minh chứng rõ ràng cho sự càn quét dữ dội và dai dẳng của thiên tai. Tâm lý chủ quan và hậu quả khó lường. Vì ít khi bị bão lớn đổ bộ, người dân Khánh Hòa đã bị bất ngờ trước mức độ khủng khiếp của cơn bão số 12. Tâm lý chủ quan và thiếu kinh nghiệm trong ứng phó đã khiến thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cơn bão không chỉ gây ra thiệt hại về người và tài sản, mà còn làm lộ ra những điểm yếu trong công tác phòng chống thiên tai tại các khu vực này. Chính quyền và lực lượng cứu hộ đã phải căng mình làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn, với mục tiêu bảo vệ tính mạng của người dân và giảm thiểu thiệt hại. Sự hỗn loạn sau bão cũng đã gây ra áp lực lớn lên các hệ thống hạ tầng, từ giao thông, điện lực đến viễn thông, làm cho việc khắc phục và phục hồi cuộc sống trở thành một thách thức khổng lồ. Những bài học từ cơn bão lịch sử. Bão Damri không chỉ là một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của thiên tai, mà còn là một bài học đắt giá về sự chủ quan và thiếu chuẩn bị trong đối phó với bão lớn. Các địa phương bị ảnh hưởng cần cải thiện công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với bão, từ việc nâng cao nhận thức của người dân đến tăng cường cơ sở hạ tầng chống bão. Thiên tai là một điều không thể tránh khỏi, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tổn thất mà chúng gây ra. Damri đã để lại những hậu quả nặng nề, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc sống chung an toàn với bão, nhất là khi khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Đặc thù vị trí địa lý khiến Việt Nam thường xuyên phải đón nhận các siêu bão. Việt Nam có đường bờ biển kéo dài khoảng 3.260 km, trải dài từ Bắc vào Nam, với nhiều địa hình phức tạp như các dãy núi, đồng bằng châu thổ và hải đảo. Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho các cơn bão nhiệt đới hình thành và phát triển mạnh mẽ khi tiến vào đất liền. Do nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, Việt Nam thường xuyên chịu tác động của các đới gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, cùng với sự hiện diện của các áp thấp nhiệt đới từ Biển Đông. Biển Đông được xem là một trong những vùng biển có hoạt động bão nhiệt đới sôi động nhất trên thế giới. Trung bình mỗi năm, khu vực này xuất hiện từ 10 đến 12 cơn bão, và một nửa trong số đó thường đổ bộ vào Việt Nam. Điều này là do Biển Đông có diện tích rộng lớn và chịu ảnh hưởng từ dòng chảy không khí nóng ấm từ Thái Bình Dương, tạo điều kiện lý tưởng cho sự hình thành và phát triển của các cơn bão. Đường bờ biển dài và mở rộng phía đông của Việt Nam là một yếu tố quan trọng khiến quốc gia này trở thành mục tiêu thường xuyên của các cơn bão. Các cơn bão thường di chuyển từ phía đông qua Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ. Địa hình miền Trung hẹp, có núi ở phía tây và biển ở phía đông, tạo ra vùng biển bị kẹp giữa hai nguồn năng lượng nhiệt độ và độ ẩm lớn, khiến các cơn bão khi tiến vào không bị suy yếu nhanh chóng mà ngược lại còn gia tăng cường độ. Ngoài ra, khu vực miền Trung Việt Nam có ít các vịnh kính gió và phần lớn là các vùng biển mở, làm giảm khả năng giảm tốc độ và cường độ của bão trước khi chúng đổ bộ. Điều này lý giải tại sao các cơn bão khi vào khu vực này thường giữ nguyên hoặc thậm chí tăng cường sức mạnh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.